Vì sao cổ nhân nói nước sâu chảy chậm, người tôn quý học rộng, ăn nói tử tốn? Thưa quý vị và các bạn, cổ nhân xưa có câu: thủy thâm ba lang tĩnh, học quảng ngữ thanh đê. Có ý tứ là nước sâu thì sóng lặng, người học rộng thì ăn nói tử tốn. Nước sâu sóng lặng về mặt hiện tượng tự nhiên quả thật chính xác. Nước càng sâu thì dòng chảy càng thong thả, chậm rãi. Trên mặt nước, cho dù có gió thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn, nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn bình tĩnh, chậm rãi, thong dong. Dân gian cũng có câu ngạn ngữ: cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống, còn cỏ dại lúc nào cũng ngẩng đầu lên, thể hiện bản thân. Thế nhưng ai cũng coi trọng bông lúa, chẳng mấy ai đoái hoài cỏ dại. Trong cuộc sống, làm người cũng cần phải như nước sâu chảy chậm sóng lặng, làm bông lúa chín cúi đầu. Đối mặt với hết thảy sự việc, từ khó khăn hay thuận lợi, từ đơn giản đến phức tạp, cần phải bảo trì được tâm thái trầm tĩnh và bình hòa. Đó là phương pháp ứng xử sáng suốt và hiệu quả nhất. Nhanh và chậm, động và tĩnh, kỳ thực cũng không nằm ngoài cái quy luật âm dương tương khắc, âm dương hòa hợp, âm dương tương hỗ, âm dương nhất thể. Vạn vật đều không xa rời âm dương. Bởi thế, động sẽ khiến tiêu vong xảy ra nhanh hơn, tĩnh mới có thể được lâu dài. Khổng Tử nói dục tốc bất đạt, hay bài ca dao Việt Nam ta có lẽ ai cũng thuộc, đó là: đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Thong thả như chúng em đây, thì đá chẳng vấp mà dây chẳng quàng. Đi đâu mà vội công danh, khoa này chẳng được để dành khoa sau. Đi đâu mà vội phong trần, sớm khuya cũng có một lần mà thôi. Hết thảy những câu nói được cổ nhân đúc kết đó là để khuyên răn con người: làm việc gì cũng không được nôn nóng, hấp tấp. Nếu chỉ muốn nhanh mau chóng đạt được thành quả thì rất dễ dẫn đến sai lầm, thất bại. Khi chúng ta chậm lại để suy nghĩ thì trí tuệ từ đó mới được sinh ra. Muốn đi nhanh thì phải từ từ, muốn đi xa thì cần phải tĩnh tâm. Do vậy, Gia Cát Lượng mới nói: không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Chỉ khi thân tâm thanh khiết, tĩnh lặng thì lúc đó trí tuệ mới được khai thông, thì việc nhìn nhận sự việc mới ngày càng thấu tỏ, đạt rõ và nhìn xa trông rộng được. Một người trí tuệ cao siêu, người có hàm dưỡng đạo đức, thì trong xử thế luôn có sự từ bi, có thể nhường nhịn, có thể chịu thiệt. Một khi gặp chuyện, họ có thể trầm tĩnh, tâm lượng rộng lớn và dung nạp được nhiều hơn. Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông nước cạn sẽ chảy róc rách. Người nông cạn khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu. Chậm là chỗ dừng chân của những sự việc tốt đẹp trong cuộc sống. Việc gì cũng bao dung thì sẽ không có tranh chấp, chẳng có hung hăng, cũng chẳng có cuống quýt. Ổn định để suy nghĩ tiến bước, chậm rãi để có thể thành công. Đó mới là phương thức đúng đắn của cuộc sống. Chỉ có chậm rãi lại thì tâm trí mới yên định. Khi tích lũy đầy đủ trí tuệ thì tự khắc sẽ thành công. Bởi thế mới có câu: dục tốc bất đạt, tiến vọt dễ tiêu vong, kẻ trí nho phong, ung dung không hấp tấp. Cuộc sống hiện đại rối loạn phức tạp, ngày ngày đều có đủ mọi sự việc chen chân kéo đến. Có vô số nhân tố bên ngoài làm nhiễu loạn chúng ta. Nhưng khi chúng ta tĩnh tâm lắng lòng lại, giống như người xưa, làm việc gì cũng tĩnh tâm điều hòa hơi thở, làm việc gì với tâm thái thuần tịnh, mục tiêu rõ ràng, thì có lẽ thực sự là một công đôi việc, thành công gấp bội phần. Người tôn quý học rộng, ăn nói tử tốn. Học quảng ngữ thanh đê, nhân quý tắc ngữ chỉ. Ý nói rằng, người tôn quý học cao học rộng thì lời nói thường là tử tốn, chậm rãi. Hơn nữa, họ không dễ dàng tỏ thái độ, không dễ dàng đưa ra kết luận, mà luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong Luận Ngữ nói: quân tử ăn nói chậm rãi, làm việc nhanh nhẹn. Lời nói của quân tử thì cẩn thận, làm việc hành động thì nhanh nhẹn. Làm người khi đối nhân xử thế nên nói ít làm nhiều. Người xưa nói: thủ khẩu tu mật,
phòng ý yếu nghiêm. Có ý tứ là giữ miệng phải kín, ý niệm đề phòng phải chặt chẽ. Bởi miệng là cửa của tâm, nếu không kiểm soát được những lời nói ra từ miệng mình thì sẽ để lộ rất nhiều điều cơ mật. Ý nghĩ là đôi chân của tâm, nếu đề phòng ý nghĩ không nghiêm thì nó sẽ đi theo con đường tà ác. Những người tu hành thời cổ đại như các tăng nhân, đạo trưởng đều coi trọng tu khẩu. Họ thường ngậm miệng không nói gì vì sợ nói ra sẽ tạo nghiệp và phải hoàn trả. Người xưa nói, quý nhân ngữ chỉ, tức là người tôn quý ăn nói tử tốn. Cũng bởi vì là quý nhân có quyền cao chức trọng, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, một khi vô ý thốt thành lời là có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Bậc thánh nhân, quân vương xưa cũng là ít nói, miệng vàng lời ngọc. Lời hoàng thượng nói ra là thánh chỉ, lời nói vô tình có thể khiến đầu của dân thường rơi xuống, vận mệnh của một người bị đảo lộn. Bởi vậy, bình thường hoàng thượng đều tự xưng mình là quả nhân, cô gia. Những từ này đều có ý hạ mình, nhún mình trước người khác. Một người tự tôn nhất định sẽ biết cẩn trọng hành vi và lời nói, có trách nhiệm đối với lời mình đã nói. Họ nhất định sẽ không ăn nói lung tung, dùng lời nông cạn mà nhận định linh tinh, cũng không có cái kiểu cách duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, dựa trên tính cách của mình mà làm ẩu làm càn. Ngay cả những người dân bình thường có trí tuệ, người có tu dưỡng khi nói chuyện cũng rất chú ý, sợ nói lời ác làm tổn thương người khác, thất đức tổn đức, khó có thể có lòng tin trong dân chúng. Người hiện đại ngày nay thường không coi trọng tu khẩu, chỉ gặp một chút việc nhỏ không vừa ý là buông lời hàm hồ, thô lỗ. Hơn nữa, còn có người hết lần này đến lần khác đều là hoa ngôn xảo ngữ, nói lời không thật, thậm chí nói lời phỉ báng thần Phật. Họ không biết rằng báo ứng không phải không có, mà là chưa đến lúc xảy ra mà thôi. Người có thể dùng tâm thái bình tĩnh, bình tâm tĩnh khí để nói chuyện với người khác thì sẽ tránh được việc khắc khẩu, cãi vã giữa đôi bên. Người như vậy cũng sẽ càng học được cách lắng nghe người khác mà lại không cường điệu, khoa trương chính mình. Vì vậy, làm người phải học cách ăn nói từ tốn chậm rãi. Bởi vì chỉ khi nói chậm, chúng ta mới có thể cho bộ não có thời gian suy nghĩ để đưa ra những lời nói, phát ngôn chuẩn xác, ý nghĩa thiết thực nhất. Nói nhanh, nói ẩu dễ khiến con người ta lỡ lời, lâm vào cảnh ếch chết tại miệng. Đôi khi còn gây tổn thương về mặt tình cảm ghê gớm cho người đối diện. Dùng miệng lưỡi làm tổn thương người, đó là một loại hành vi ngốc nghếch nhất. Một người có thể khống chế được cảm xúc không tốt của bản thân, làm người được như vậy xuất sắc hơn cả một người có thể công hạ một thành trì. Cho nên, ở đây phải thấu triệt triết lý nhân sinh. Nước sâu chảy chậm, người tôn quý học rộng, ăn nói từ tốn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Nước sâu chảy chậm, người tôn quý học rộng, ăn nói từ tốn.